Mày ơi, tại sao mày lại giận tao? Tại sao mày lại bỏ đi? Mày muốn đi đâu hả? Mày muốn đi đâu khi không có tao? Mày muốn đi đâu? Ngoài chơi vô xem. Nào nào nào, con ranh này, con ranh này. Mày không biết mày đang vuốt dâu mèo à? Mày không biết tao là mèo à? Sao mày lại đặt cái bàn chân ba ngón của mày lên khuôn mặt đẹp trai của tao hả? Mày nhìn tao ngon trai như này, mặt tao ngon trai như này mà mày dám đặt cái chân ba ngón mày lên mặt tao là nhau? Nào mày nhìn mặt tao giống con tâm mày đang nhìn tao sao? Con vẹn này mày có biến ở chỗ khác không? Tao đếm đến 5 mà mày không lợn ra khỏi đời tao thì mày chết rồi này. 5 4 3 2 1 0.5 0.25 Điên ạ! Điên cái đi! Cái gì vậy? Sao lại có con gấu ở kia là như nào nhỉ? Chắc là thằng chủ nó cho mình. Mày tưởng tao không biết đấy là con gấu sao? Mày tưởng tao chưa bao giờ nhìn thấy gấu sao? Trời. Sao nó lại chuyển động vậy? Đây là gấu giả mà. Tao lại kiểm tra nào, xem đúng gấu nào. Adu, mày choi tao đúng không? Đúng mày choi tao. Nào mày choi tao gì? Nào mày choi tao thì mày dọn đi này, mày dọn của tao này. Mày nhìn trên kia có con chuột đang muốn chửi mày với nhau kìa. Đâu, có cần vũ khí không? Không cần đâu. Mày xuống đi. Nào mày xuống đi, mày xuống đi, À đồ, sao mày đặt cái máy quay đấy làm gì? Mày muốn làm gì? Mày muốn quay tao đúng không? Mày muốn làm gì tao? Mày muốn quay tao đúng không? Mày mày đặt tình em chưa? Mày đừng nhìn thấy tao chưa? Mày quay thấy tao chưa? Mày muốn gì? Mày muốn quay tao không? Mày nhìn tao có đẹp trai không? Mày muốn tao lên hình đúng không? Mày nhìn lên tao lên hình có đẹp không? Rồi rồi, sao con mèo này nó lại nằm ở đây này? Nãy vừa nhìn nó chạy tung tăng mà sao giờ nó nằm bẹt ở đây là như nào vậy? Không may đâu mà, không may làm gì nó mà sao nó lại chạy nằm ở đây là như nào vậy? Mẹ cái con này không biết nó định làm gì đây? Hay nó chết rồi? Khả năng nó chết rồi. Tao còn chưa kịp cắn mày phát nào mà mày đã chết là như nào? Ô, con mèo đó, con chó, con đây. Rồi, đổi đi, rồi, giết luôn, giết. Đồ mày dám giả vờ chết thì mày lừa tao à? Mày tưởng bố mày không nhìn thấy mày à? Ô, nó chạy đâu rồi? Đâu rồi, nó chạy đâu mất rồi? Đấy, thế là nó mất rồi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Nào hôm nay nhá, lấy được cục xương to mang về cho con bò này. Bây giờ con bò làm gì? Adu cái gì kìa? Ra phăng nhau à? Mẹ nó. Mày dám làm thế sao? Không thể chấp nhận được. Cút ra nào, chúng mày cút ra. Chúng mày cút ra cho tao chạy đi. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với tao? Tại sao lại như vậy? Đến lúc tao phải kết liễu đời tao, tao không muốn sống nữa rồi. Thôi rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Nào tao chết đi tao rồi. Chúng mày giết tao đi. Giết đi. Gì đây? Nào mèo công nghiệp, mày phải ngoan mày nhớ chưa? Mày ngoan thì tao mới cho mày xương mày nhớ chưa? Nào mày ngoan đi nha. Mày ngoan mày hiểu chưa? Sao mày lại cứ giật làm gì? Bố để vãi mày phát cho mày chết bây giờ. Nhưng mày tưởng mày ăn được không? Con ranh con này đã bị suy dinh dưỡng thích giáo ạ. Vả luôn chút luôn, chết. Tao mày giao tay thì mày hàng chết đi con ạ. Con phóc này. Xử luôn đi. Giết luôn, sao mày xoắn vậy? Giờ không phải lúc này suy nghĩ à? Suy nghĩ làm gì? Giết luôn. Nào nào con chó này, sao mày láo mày thích giáo rồi? Mày có thích láo với bà không? Bà đây vãi mày phát cho mày vỡ mặt bây giờ nhỉ? Cô đi đâu? Cô đi đâu? Cô đi đâu? Cô đi đâu? Cô đi đâu?
chết à? Hả? Đây là chỗ của mày, mày biết đây là địa bàn của tao, mày làm sao mày làm sao mày? Mày thích vào đây không? Cho mày phát bại mày chết bây giờ vậy nè. À, 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 con mèo không nhờ kìa, con mèo không nhờ mày mày chơi à? À, 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 chị, em không dám, em xin đôi chị nha. Chị theo em nha. Bố điện bại mày phát cho mày chết bây giờ, mày đây là ai, ai là người lãnh đạo đây? Mày biết tao làm gì chưa? Mày biết tao làm gì chưa? Mày làm sao mày gọi tên tao làm gì? Mày đang về rồi của mày, sao mày lại quay tao làm gì vậy? Mày làm gì đấy? Mày bỏ cái tay ra tao đấy nha. Bỏ cái tay ra dùm tao ra. Bỏ tay ra đi. Chơi cái này.